đầu video mình sẽ chở tất cả mọi người tìm nấu món cà ri gà. Dạ, hôm nay mình làm cà ri gà. Xin chào cả nhà nha. Cà ri gà thì trước hết là mình có gà. Dạ, cà ri gà và có gà rồi. Gà chứ hết có gà mình chặt, mình rửa sạch hết rồi, chặt cục. Miếng dừa ăn, chặt cho miếng dừa ăn rồi mình rửa sạch hết rồi. Đó, bây giờ có gà. Cà ri thì có sả. Có sả. Cái này thì có nước màu, nước hột điều với sa tế. Hột điều sa tế để ướp gà. Cà ri phải có nước dừa. Cái này là khoai, cái nhà biết gì không? Cái này khoai môn mình trồng ở nhà cả nhà. Này khoai bữa mình trồng ở nhà, mình nhổ lên, mình đào lên được bao nhiêu rồi mình đi nấu cà ri. Cái này là khoai nhà trồng luôn cả nhà. Cà ri thì bây giờ mình để cho mình có bột cà ri. Mình có bột cà ri Ấn Độ cả nhà, mình dùng bột cà ri Ấn Độ. Cà ri Ấn Độ cả nhà đừng bỏ nhiều quá, mình thì không thích bỏ nhiều quá nó nặng quá. Chanh chứ bịch này cũng dưỡng. Mình ướp cái cà ri, cho miếng bột ngọt, ướp sơ vô đây miếng bột ngọt đi. Nêm sơ ha, chút nữa mình là chút mình nêm xong, mình chọn hết cái sa tế này vô, cái sa tế với mặt hột đều quá, cho nó có màu cho nó đẹp, cho hết này vô, cho hết này vô. Chọn lên chọn cho nó đều thơm thấm. Làm ra luôn cũng được. Rồi bây giờ mình đi mình ướp cà ri của mình đã ướp xong rồi cả nhà. Nhìn màu cũng đẹp ha, màu cũng đẹp ghê đã. Mình bỏ sả vô mình tạo cho sả nó thơm lên. Xào thịt cho nó thơm. Sả này ngoài nhà mình trồng ngoài cả nhà, mình hái vô sả tươi luôn nè, mình hái sả tươi vô mình nấu luôn.
cà chua này đã xong từ đó rồi, xảo quá trời tốt luôn các bạn. Mình tỏi hành của mình cũng đã vàng rồi, vàng xả cũng đã thơm luôn. Chắc mình đi thơm cái xả lên. Nhậu qua mồm vô mình làm gì nữa, mình nói để nó vị. Xào cái tay cho nó căng lại. Curry gà hả? Món này là món curry gà. Sôi quá rồi, bây giờ bỏ khoai môn vô. Khoai môn nó cũng lẹ chín lắm. Khoai môn mình trồng cả nhà. Dừa đổ lên nó lên nhìn nó đẹp lên. Có cần cho bột năng không hả? Không cần. Tinh cho không cần đâu. Nước sệt sệt nhẹ ra trên đó. Sệt này cũng đặc rồi. Đó, nấu dừa. Thịt chặt ra trên. Cái nồi. Cho mấy chắc ớt khô bỏ vô cho nó. Rồi đi với cái nó mới ngon. Giờ khoai mình cũng đã mềm mình rồi cả nha. Thơm à. Thơm mùi cà ri quá ta. Nhìn cũng hấp dẫn quá hả. Đó. Khoai chín rồi. Rồi chúc mình có nước dừa, nước cốt dừa nên mình trong đó có ớt khô nữa. Dạ có chả ớt hoàng, chả ớt nào ớt khô đó. Này ớt khô ớt nhà chồng luôn. Khoai môn nhà chồng luôn. Khoai môn nhà chồng, gà nhà có luôn, gà nhà luôn. Mà coi kia này không có tốn tiền ta, tốn công nóng nè. Này khoai môn nhà chồng cả nha. Nhỏ mà dẻo. Dẻo ngon. Khoai môn dẻo. Dạ. Khoai môn dẻo. Đó. Nhà thích ăn khoai lang, khoai nhiều nấu khoai lang, khoai môn. Thôi nhà mình có khoai môn thì mình nấu khoai môn. Dạ. Trong nhà khoai môn có sẵn. Trong đây mình có nêm
muối đường. Mày cái này muối đường. Để đường. Để chút nữa bỏ nước cốt dừa vô nữa là. Bỏ bột ngọt chưa? Không. Thì nước cốt dừa nó béo rồi. À, này cái này nước cốt dừa của mình có sữa không đây cả nhà? Có sữa. Với nó cốt cốt dừa. Bây giờ mình bỏ vô luôn. Sắn lại chút cái coi lửa thì được ha. Cho nó sôi chút là được rồi. Rồi muốn hai cái này ăn lên nè, bánh mì ha. Mì bún. Bánh mì, cờ ghi bánh mì, cờ ghi bún cũng được. Bỏ sữa vô cái màu đẹp quá hả? Cái nhà nấu cờ ghi mua cái bịch đó, cờ ghi Ấn Độ. Mình về mình khỏi phải ăn màu ở đâu. Nhìn có màu đẹp không? Cho nó sôi lên một chút. Bỏ mấy củ hành cũ lên không mình nó thành không 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 được. Cái đó bỏ sao thì cũng nó ấy ăn được. Ăn liền thì được, nhiều bỏ lên để lâu quá nó mềm. Đó, đợi nó sôi chút, chúng nó sôi phần lên cái mình tắt tớ dừa. Nhìn hấp dẫn, nhìn ngon quá. Có nước dừa cho cái màu khác mà. Sôi lên rồi nè con. Cho nó riêu lại chút. Nhìn hấp dẫn. Gà. Khoai. Khoai và nó cũng có mềm đó nè. Chín thế nào. Nêm nếm cho dừa ăn. Có khẩu vị của mỗi nhà là dừa là được rồi. Đẹp luôn. Bao đẹp luôn nè. Thơm luôn, bao ngon luôn nè. Wow, nhìn thơm quá. Nhìn hấp dẫn luôn cả nhà. Nằm ở đây nãy giờ không chịu mở. Không chịu mở, đi để trong. Đó, ăn xôi. Rồi, cà ri của mình cũng đã hoàn thành rồi cả nhà. Con đã chín rồi. Mời cả nhà ăn cà ri chung với nhà mình cho vui. Nhà bếp với mình nấu món cà ri. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này của gia đình nhà mình nha. Hẹn gặp lại video sau. Nếu thấy hay thì cho mình cái like và subscribe cho mình. Cảm ơn. Nhớ cho Kim cái like, cái subscribe cả nhà. Wow, ngon quá. Thơm quá. Màu đẹp luôn. Tắt lửa hả? Dạ. Ok, vậy thôi cũng kết thúc video này nha. Hẹn gặp lại video kỳ sau. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.